Hello, chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Vào buổi chiều của ngày hôm nay, mình sẽ chơi về nhà côn trùng học với cái bộ trang phục Coney cực kỳ xinh đẹp luôn. Thơm quá chị, thơm. Sau cái đợt Coney của collab Coney với cái skin lính thổ ê thì hiện tại vẫn chưa thấy cái bộ skin nào mới trong cái concept đấy. Mình cũng nhớ là cái concept đấy là concept gì, nói chung là nó cũng gấu với thỏ đấy, dễ thương ha. Quá trời quá đất. Nghe tin tới đây thì sẽ mở cầu sẽ bán một bộ trang phục SA của nhân vật nhà côn trùng học trong Halloween. Thì nói chung thì rất là mong chờ coi hiệu ứng sao. Bởi vậy cho nên là đang chờ đợi xem là chắc là dư đá là ta nói đi shopping luôn. Rồi, Coney xinh đẹp, Coney xinh đẹp. Rồi, madam. Nói chung thì giáo sư cũng xui gặp madam đó. Ngày xưa em không biết mọi người ạ. Cái phản chiếu của nhỏ madam khi mà đặt gương ấy, mình gồng gai lên là nó vô tri lắm. Cho nên là đối với giáo sư mà gồng gai là phải gồng vô thẳng cái vũ khí của cái con chủ thể ấy. Chứ đối với gương madam thì gồng lên cho dù có chuẩn thì vẫn ăn hít như thường nha. Rồi xong. Quá hay rồi. Quá hay, quá hay. Ủa, nó xách lên tôi, tệ bà. Đi đâu mà xa dữ vậy bà nội? Trời ơi, mắc xa quá, đó nó dãy được rồi kìa, thấy không? Từ cái khu đấy mà mang tận lên đây. Cái bà nội này. Xíu nữa là 4 vé dì bột nha. Chỉ có dì bột mới làm nên cơm cháo thôi. Thời gian gần đây thì mọi người thấy là chơi game bằng wifi rất là mượt nha. Mượt, dẻo, ngon, thơm. Đấy. Và hiện tại thì sang tuần sau thì mình sẽ chính thức đi dạy. Đấy, thứ vừa rồi thì mình chỉ có dạy một ngày thứ năm thôi. Sang tuần sau thì mình sẽ dạy full luôn. Từ thứ hai cho tới thứ năm. Thứ sáu không có tiết nên là cũng khá là nhàn. Rồi. Rồi. Ok, có tiền đảo cứu rồi, mình quay xe. Cái gì đấy, mất người kìa. Giời ơi, cái bà kia. Thôi, đi sửa nốt cái máy này. Máy này nãy của giáo sư đang sửa dở đây. Bà ấy thấy mình ở đây, bà khoái lắm, bà tưởng không ai đi cứu, đúng không? Nhưng mà mình cũng tính đi cứu thiệt, nhưng mà quay lại thấy tiền đảo chạy tới thì thôi. Để cho tiền đảo cứu. Nói chung thì nếu mà đồng đội nhiệt tình quá thì mình nhường. Còn đối với mình thì mình không bị debug phải sửa máy, mình cứ đi sửa thôi. Chứ ông tiền đạo mà ông ấy sửa thì chắc mình ca 120 giây chắc mới đổ được máy quá. Khéo vậy không chừng. Mỗi nhân vật có mỗi con này con kia đó, nó những ưu nhược điểm khác nhau. Giống như em vậy đó. Em không những không đẹp mà còn nói nhiều. Trời ơi, ta nói thứ năm đi dạy mà ta nói chấn động địa cầu. Dắt xe ra ngoài cổng trường. Em vừa ngồi lên xe em rồ ga lên. Chắc đi được khoảng 2-3 mét. Một đám bu theo. Thầy ơi, đừng bỏ em thầy ơi. Trời ơi, các em buông xe ra đi. Trời ơi. Níu kéo là không hạnh phúc nha. Rồi vô nè, tiền đạo ơi. Mù số hưởng ghê, mù ăn bơ. Số hưởng, vô cứu phụ bạn ơi. Đừng ngại ngùng, đừng trông chờ điều gì. Vô cứu hai đứa vô này, để tôi đỡ hít cho nè. Rồi vô, nhanh lên. Rồi đẹp. Cái gì á? Rồi, lên máy luôn, lên. Ôi. Không có khô nữa nên là lên hơi trễ nhưng mà không sao. Chống cự được. Hay ấy, quả tông bóng là dẻo đấy. Nhưng mà nhẽ ra để cho nó tông bóng thì hay hơn xíu. Nhưng mà chưa kịp làm gì đã tông rồi. Rồi. Tính ra cái phụ kiện S thì mình thấy nó sặc sỡ. Nhưng mà về đẹp thì mình thấy cái phụ kiện A này đẹp hơn. Không thì phụ kiện gì có cái hình con chuồn chuồn ấy. Oh.
Dùa. Và mọi người đừng chuyển kênh nha, mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem nha. Đối với cái phụ kiện S thì nó nhiều bướm quá, đâm ra là loạn xì ngầu lên, đúng không? Không nhìn nó cũng không có được gọi là đẹp mắt lắm. Trận đấu này gặp con vong hồn, con rảnh hồn đó, trời ơi. Tóm gọn lại thì lộn xộn quá, nó cũng không đẹp. Đấy, bởi cho nên là mình thay đổi xíu, vài tia sáng bay xung quanh, thêm cánh bướm đập đập vô là Happy New Year rồi. Mà cũng chuẩn bị sang năm 2025 nhớ. Năm nay năm con gì vậy? Năm nay năm... Trời ơi, tôi không biết năm nay năm con gì luôn á. Tị, thìn, năm con rồng, đúng rồi. Tại vì hay giỡn với mọi người là năm sau là năm con rắn có skin SS chỉ gym sùng. Hi, ui giời ơi, cái gì mà leo bốn chân đấy bà ơi. Hi. Có đảo cửa sổ không vậy? Thôi đi chuyện bãi cai. Đi chơi một chỗ này hoài không có đảo cam nên đâm ra rất là khó. Nhiều khi là mình sẽ bị nó bling á. Hôm nọ bị bling một lần rồi. Đấy đấy. Ui da, đau. Làm gì mà bạo lực dữ vậy? Người ta gọi là ở đâu có sự sống thì ở nơi đó công lý, đúng không? Đây sống quá trời. Kiếm là đập, kiếm người là đập. Ui, không có đảo cam, chả biết nó đang ở đâu luôn. Nội tại thì cao nữa. Đây 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 đây. Rồi, trời đúng là tiền đạo nhà người ta hay quá. 10 điểm không có nhưng luôn. Quá hay. Người ta tông một cách rất là vừa đủ. Vừa đủ luôn ấy. Còn như mình đây là ta nói đợi khi nào nhất rồi mới tông. Đúng là tiền đình. Hay là cái nick của tôi nên đổi tên tiền đạo thành tiền đình đi. Còn những cái bạn nào bờ rồ thì nên để tên nguyên là tiền đạo. Chứ ta nói nó quá lộn xộn thiệt sự luôn á. Ủa sao nhiệt tình dữ vậy ta? Xứng đáng có 10 người yêu. Rồi, chỗ này có hầm. Quay xe, quay xe. Nếu mà mọi người biết cái khu hầm ở đây rồi thì không nên cai ở gần hầm nhé. Xui, đầu game không biết thì vô thì xui thôi, không ai mong muốn. Nhưng mà mình đã xác định là mình biết là cái hầm ở đâu rồi, mình nên đi ra. Trời, ta nói có nhiều pha vụ mà gọi là binh hầm quá trời. Mà ta nói vô là vô, ra là ra. Hầm là bạn của mọi nhà vậy đó. Ok. Nhỏ bé gái bị nhập rồi. Khéo giờ nó lôi hồn bé gái xong bắt đầu nó kiếm, nó đợi mình xong bắt đầu qua nó kiếm mình tiếp. Nhưng mà mình nên trốn trước ha. Ngày xưa thì Ivy rất là kinh khủng. Bây giờ thì nghĩ lại, nghĩ tới, nghĩ lui thì Sangria vẫn khủng khiếp hơn. Ngay cả việc cái bản thân mình mà khi mà mình chơi chỉ vong nữ ấy, đát nó kỳ lắm. Nhưng mà sao người ta chơi đát rất là mượt mà, rất là nhịp nhàng và rất là nhanh. Mình đát đi nó cứ kiểu chậm chậm kiểu gì. Để coi sao rồi tuần này em xì múp. Giả lập bị ép buộc chơi Sangria. Hồi nãy đang chơi thì nhiên anh Shopee chạy tới, anh giao hàng, biết sao không? Gửi hộp quà, hộp hàng. Mà em thì em đang đặt mấy cái đồ để em đi dạy mũ cùng là kiểm tra thì cũng phải đơn của mình. Nhìn tên ra thằng em mình đặt. Nó đặt mà nó không có mở mồm ra, nó kêu là đặt về nhà có gì nhận dùm không. Không hề mở cái mồm ra luôn. Trời ơi, sao mà tệ quá vậy. Cuối cùng á, phải nhìn tên của nó, đúng tên mình rồi, đúng địa chỉ rồi mới xì tiền nó đặt dùm. Mà ta nói đơn hàng gì mà trăm mấy, nguyên cái dây nhảy thể dục á. Cái dây để mà nhảy thể thao á, cái loại đó là hết trăm mấy, cái gì mà mô tùm lum. Thiệt chứ mấy bữa nay là không có dám để chế độ máy bay hoặc là tắt thông báo để chơi game luôn. Tại vì là nhiều khi tin nhắn quan trọng trên trường gửi vô á, mình không có cập nhật nhanh á là
làm trễ tiến độ, là lúc đó ta nói xịt keo luôn, hóa đá luôn. Rồi rồi. Ý, hình như nó vẫn còn mắt đỏ. Quên quên. Nó làm gì vậy? Nó đứng, nó sao dám vô? Trời, chả biết cái tối này là của ai luôn. Ủa rồi cái hầm. Cái hầm. Ui. Cái hầm này là hình như là nó ở bên cái khu này nè. Tại vì là hồi nãy mình đi qua hai bên đấy, chả thấy hầm đâu. Gieo thoai. Đi đây, cái hầm ở đây. Tàn đời chị vong nữ. Vừa. Trời ơi, nãy anh Tero nhảy cửa sổ, ta nói xịt keo luôn. Và mình sẽ kết thúc video clip đây nha mọi người. Bye bye mọi người, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha.